Hello, xin chào cả nhà, rất vui được gặp anh chị em trong buổi review thị trường chứng khoán vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 ấy. Như thường lệ thì mỗi lần mình review thị trường đều giao dịch rất là kịch tính à, Chúng ta có các chỉ số hiện tại đang áp sát trở lại khu vực kháng cự cũ với index Lúc này kháng cự đang là 1320 à, cho đến 1330 Đối với VN30 chúng ta cũng có đâu đó kháng cự khoảng 1460 Và khi mà giá khi mà chỉ số quay trở lại khu vực nền giá cũ thì bắt đầu là đâu đó nhà đầu tư chúng ta có thể cảm nhận được rằng trong tài khoản của mình thì đang quay trở lại khu vực gọi là hòa vốn hay là khu vực thậm chí có thể là dương thế thì dẫn đến một tâm lý rằng cứ mỗi khi mà thị trường bắt đầu là rung lắc trong phiên thì chúng ta sẽ tìm cách là chúng ta phải bán ra chúng ta phải bảo toàn nguồn lợi nhuận rất là quý báu này khi mà mình mình hiểu cái tâm lý của nhà đầu tư khi mà chúng ta lăn lộn trong một cái giai đoạn gồng lỗ quá lâu và khi mà bắt đầu quay trở lại xanh thì lúc đó chỉ muốn bán mà thôi và đấy chính là cái tâm lý tại sao và và lý do tại sao mà khiến cho thị trường vào lúc này nó đang ở trong trạng thái rung lắc như vậy. Và đáng nhẽ rằng trong ngày hôm nay thị trường chúng ta sẽ còn rung lắc mạnh hơn nếu như không có bóng dáng hiện tại của các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường vào lúc này đấy là nhóm Vingroup. Chúng ta có cổ phiếu cổ phiếu Vic. có những lúc kéo đến chạm trần và còn giữ cả trần. À, chúng ta có Vinhomes vre những cổ phiếu này cũng có cái quả kinh doanh trong vòng vài ngày trước rồi cũng không, không có gì có thể coi khi mà mình nhận, nhìn qua toàn bộ thì chỉ có duy nhất cái sự gọi là bất ngờ nhất à, hay là nằm ngoài dự báo trước thì đấy là cái quả kinh doanh của vre khi mà có được cái sự ảnh hưởng về mặt gọi là tiêu cực khi mà chúng ta đang trong cái giai đoạn gọi là cách ly xã hội vào thời điểm hiện tại thế còn đối với các cổ phiếu ví dụ như là vick và vinhomes thì cái quảng doanh của hai cổ phiếu này không có gì không gì có là đặc sắc ngoài ra nữa thì chúng ta có một thông tin cách đây khoảng 5 ngày trong đấy thì vick đưa ra một thông tin rằng họ bắt đầu uh, xây nhà máy và sản xuất vaccine đúng không đây là những thông tin chúng ta được nhận được trong vài phiên trước rồi uh, như vậy rốt cuộc thì lý do tại sao để mà trong ngày hôm nay cổ phiếu vick có khả năng bật mạnh như vậy thì có lẽ là đâu đó thì những cổ phiếu này cũng đã tạo được khu vực nền Uh, tương đối ổn định rồi và có thể coi như là yếu tố kỹ thuật tuy nhiên đối với nhà đầu tư chúng ta uh, khi mà đã lăn lộn trên thị trường trong khoảng thời gian dài rồi có thể là hai ba năm trở lại đây uh, thì đôi khi cái sự kéo của các cổ phiếu ví dụ như là Vic vinhomes này uh, nó là lo hơn là mừng lo tại sao lo tại vì khi mà kéo những cổ phiếu kiểu dạng như thế này uh, thì cái mức tăng điểm của chỉ số đâu đó nó không, thậm chí là nó không, không đi liền cùng với cả cái mức NAV tăng của nhà đầu tư ờ, Khi mà chúng ta xem xét đóng góp và chỉ số tăng Thì với VIX trong ngày hôm nay đóng góp là 6 điểm Vinhomes đóng góp 2 điểm ờ, Trong phiên trưa, trong buổi trưa Khi mà chúng ta đóng cửa phiên trưa Thì lúc đó VN Index đang tăng khoảng 9 điểm Và trong đó chúng ta có 6 điểm của VIX Chúng ta có 2 điểm của Vinhomes Thế thì thứ nhất đấy là cái tỷ trọng nó quá lớn tăng thì tốn điểm kéo chỉ số quay trở lại kháng cự và sau đó thì, thì tài khoản không tăng thì đấy là cái mối lo đầu tiên cái mối lo thứ hai mà à, cũng có thể coi như là một cảm giác thôi đấy là nhà đầu tư chúng ta cứ cảm giác rằng khi mà kéo vick rồi là kéo vinhomes kéo vrn nó làm cho thị trường nóng rất là nhanh và đôi khi có tình trạng bắt đầu là kéo những cổ phiếu trụ này à, để có hiện tượng là xả hàng các cổ phiếu khác thế thì trong ngày hôm nay về cơ bản chúng ta sẽ tìm hiểu yếu tố này đấy là liệu kéo vick thì thị trường có điều chỉnh hay không đây là cái điểm mà mình uh, đôi, đôi, cũng là một cái chủ đề mình thấy tôi tôi là hay chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ bỏ qua những cái cảm giác như vậy chúng ta sẽ chuyển từ cái định tính sang định lượng hơn một chút như vậy xem xét xem liệu rằng khi mà chúng ta kéo cổ phiếu VIX thì VN Index liệu rằng có được những sự ảnh hưởng như thế nào trong quá khứ uh, có lẽ trong khoảng cỡ hai ba năm trở lại đây thì, đấy là những cái ví dụ mà mình thấy rằng là phù hợp ok như vậy thì chúng ta sẽ đi từ rộng sang nhỏ chút đối với góc độ về mặt lên thị trường thì có lẽ nhà đầu tư chúng ta cũng đâu đó nhà đầu tư cũng đã quen dần với cái tình trạng của thị trường châu á vào lúc này là đang trong một trạng thái giảm rất là sâu rồi à, trước lúc thị trường bị rơi khỏi những ngưỡng kháng cự này những ngưỡng hỗ trợ này chúng ta đã đề cập đến việc là các chỉ số châu á đang nằm trong khu vực mà mình thấy rằng là tương đối nhạy cảm sau đó chúng ta rơi khỏi những ngưỡng định cảm nhưng mà sau đấy thì nhà đầu tư Việt Nam chúng ta lại giữ nền rất là tốt như vậy rốt cuộc lý do tại sao có phải là do nhà đầu tư chúng ta um, kiên cường không mình không hẳn là như vậy thực ra thì cái sự ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với thị trường Việt Nam không phải là thị trường châu Á mà là thị trường Mỹ và có lẽ đâu đó trong khoảng thời gian tới nếu mình có thời gian mình sẽ tính cái correlation giữa thị trường châu Á với thị trường Việt Nam và thị trường Mỹ với thị trường Việt Nam uh, nhưng có lẽ đâu đó thì cái sự cái mối tương quan giữa thị trường Mỹ với thị trường Việt Nam Chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều so với thị trường châu Á à, Và điều này chúng ta có thể cảm nhận được Trong vòng một vài tuần trở lại đây rồi Thì Dĩ nhiên không phải là không có sự ảnh hưởng đâu Khi mà chúng ta xem xét Có thể thấy rằng là với Cái dòng tiền của khối ngoại Trong tháng 7 trở lại đây Chúng ta rút dòng lên đến 10 tỷ đô à, So với chỉ có 750 triệu đô Trong tháng 6 Tháng 7 chúng ta bị rút 10 tỷ đô ở các thị trường là Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam Như vậy chúng ta cũng sẽ phải cảm nhận được điều này Nghĩa là cái dòng tiền có dấu hiệu là rút dần ra Nhưng về mặt tâm lý và khi mà giá đã có dấu hiệu là chiết khấu từ lâu rồi ấy, Tức là cái tình trạng chúng ta đã giảm rồi thì Thôi thì cứ thích thì cứ đè nữa đi, không giảm nữa, không bán nữa Ví dụ như vậy thì đấy là cái tâm lý Mà mình thấy rằng là chúng ta đang có được cái sự đề kháng tốt đối với thị trường châu Á vào lúc này và vì vậy khi mà chúng ta xem xét dù rằng là Nikkei dù rằng là Hang Shanghai vào lúc này đang bị thủng khỏi m 200 trăm nhưng với S&P tiếp tục và liên tục lập đỉnh thì có lẽ cái sự cái cái mối lo về yếu tố liên thị trường lúc này chỉ khoảng cỡ năm trên 10 thôi một phần hai không phải là một yếu một, một yếu tố mình thấy rằng là sẽ và tác động trực tiếp đối với tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn nhưng đối với S&P không phải là không có mối lo À, như mình có thể cập đến thì chúng ta đã test đường MA50 Chúng ta níu ở cái đường hỗ trợ MA50 này à, Rất nhiều lần rồi Chúng ta níu đến 4, 5, 8, 9 lần từ năm nghìn 20... bảy lần từ năm 2021 trở lại đây rồi à, Và cứ mỗi lần test, mỗi lần đập đập giống như cái búa nó gõ xuống cái sàn ấy thì đến một lúc nào đó nó cũng bị thủng sàn và khi mà thủng thì nó sẽ gây ra sự bất ngờ với bản thân nhà đầu tư à, vẫn quen với cái thói quen rằng là chúng ta cứ chạm xuống M50 thì chúng ta mua thì đó có thể là một cái rủi ro có thể là một cái bất ngờ à, và có thể là đâu đó sẽ sẽ là một cái yếu tố uh, thiên nga hơi xám xám một tí đối với thị trường quốc tế vào lúc này mà chúng ta khó có thể lường trước được cái thời điểm nào có thể bùng nổ. Uh, nhưng tự chung lại đây, yếu tố về mặt liên thị trường mình cho rằng chấm điểm khoảng 5/10 gì đấy. Uh, ngoài ra nữa trong ngày hôm nay chúng ta có thông tin liên quan đến việc ngân hàng nhà nước sẽ cho phép giảm dự trữ bắt buộc khoảng 50% đối với các kỳ hạn trong đó kỳ hạn dưới 12 tháng thì từ 1% xuống còn 0,5% Đối với kỳ hạn trên 12 tháng từ mức 3% xuống còn 1,75% Và đâu đó khi mà chúng ta ước lượng Thì sẽ bơm ra khỏi thị trường khoảng 100.000 tỷ à, Tại vì chúng ta nới mức trần lên nhưng thực chất thì đối với ngân hàng lúc này có khi chưa xài hết cái mức trần đó Ờ, à, thì cũng chưa chắc đã được 100.000 tỷ rồi Nhưng mà đâu đó chúng ta ước lượng khoảng khoảng 100.000 tỷ ra khỏi thị trường thì về ngắn hạn cái dòng tiền này cũng khó có thể xoay vòng được để kinh doanh đi đâu cả đúng không chúng ta uh, cũng cũng phải nhìn nhận với nhau rằng khi mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang trong cái tình trạng kiểu như thế này uh, thì thứ nhất cái dòng tiền này vẫn chỉ là cái dòng tiền gọi là thở oxy cho các doanh nghiệp thôi uh, và cái điểm thứ hai là nếu như họ không không cần cái dòng tiền để thở oxy thì có thể là sẽ chuyển sang uh, chuyển sang chứng khoán chuyển sang bất động sản và chứng khoán chúng ta có thể cảm nhận ở trong ngày hôm nay Uh, đấy là với mức đóng cửa cao nhất phiên của VN30 Index và của VN Index vào lúc này uh, về cái tác động đối với nhóm ngân hàng thì thực sự là chưa rõ ràng chúng ta chưa chưa thể nào đánh giá nổi cái tác động này thì uh, đâu đó nếu như 2C chúng ta có báo cáo về vấn đề này thì mình sẽ cập nhật còn hiện tại có lẽ chúng ta rất khó để để dự đoán trong ngày hôm nay thì không phải là không có dòng tiền hướng trở vào nhóm ngân hàng và thực sự là cũng đã uh, cũng đã chạm mặt với dòng tiền bán cắt lỗ dòng tiền bán chốt lời bắt đáy vân vân thì khi mà hai dòng tiền này chạm vào nhau thì chúng ta đã có một cái mức thanh khoản mà mình thấy rằng là tương đối cao rồi trong ngày nay mức thanh khoản là khoảng hai mươi một nghìn sau ngày hôm qua là khoảng 19.000 chín nghìn giá trị giao dịch khớp lệnh ở trong đó chúng ta nhìn thấy thanh khoản ở các cổ phiếu ngân hàng ví dụ như techcombank lúc này đã khớp đến khoảng hơn một nghìn tỷ rồi mb cũng khoảng 500 tỷ chúng ta có ctg khoảng bảy tỷ đâu đó đã bắt đầu thấy bóng dáng dòng tiền quay trở lại những ngân hàng Ờ, nhưng cái dòng tiền này vẫn chưa giúp được cho cổ phiếu cho nhóm ngành cổ phiếu này có được cái mức hồi phục cao tương tự như vậy là những những nhóm cổ phiếu ví dụ như là thép trong khoảng thời gian trước cũng hút được lượng tiền rất là lớn thì trong ngày hôm nay cũng không phải là không có dòng tiền quay trở lại thậm chí là có thể là mở mở gáp vào phiên sáng nhưng không có được cái sự ủng hộ về giá và có nghĩa cũng là dòng tiền mua và dòng tiền bán vào lúc này đang có thể là chạm mặt nhau thế thì khi mà chạm mặt nhau như vậy thì dẫn đến một điều đấy là những, những cổ phiếu nào bị kẹp hàng nhiều quá Bị kẹp hàng mạnh nhất Những cổ phiếu có tính thị trường cao Những cổ phiếu mà nhà đầu tư cầm nhiều khoảng thời gian đỉnh vừa qua ấy, Thì sẽ là những cổ phiếu mà mình thấy rằng là yếu Ngược lại thì cái sự phân hóa cực kỳ rõ ràng Nghĩa là nhóm cổ phiếu như này có nhóm cổ phiếu chứng khoán HCM chúng ta có SSI Và chúng ta có VND thì VND trong ngày hôm nay cũng ra thông tin hỗ trợ Và có được mức tăng mạnh nhất Đồng thời thì đối với VND đây là cổ phiếu nằm trên sàn HNX cho nên có biên độ giảm 10% và tăng 10% Đây là, là, được cái sự hưởng lợi trong đó thì uh, Trong những phiên tăng thì tăng rất là mạnh, những phiên giảm giảm rất, là mạnh và chúng ta sẽ phù hợp với cái dòng tiền đầu cơ hơn uh, Nhưng trong buổi trước mình có đề cập đến được rồi đúng không? Đề cập rất là rõ ràng đối với cơ hội của nhóm ngành chứng khoán đó là với xu hướng của các cổ phiếu chứng khoán vào lúc này Thứ nhất là chúng ta giữ được xu hướng mà trung hạn Nếu chúng ta thêm một cái đường M50 vào đây Thì thấy rằng đại đa số các cổ phiếu Của nhóm ngành không, không phải Đây không phải chứng khoán Chúng ta có HCM Thì đại đa số cổ phiếu vào lúc này Của nhóm ngành chứng khoán vẫn đang giữ được xu hướng trung hạn Kéo dài từ 2021 trở lại đây Điều này cũng có nghĩa rằng Là cái số lượng kẹp Cổ phiếu thấp hơn rất là nhiều và cũng có nghĩa rằng khi mà dòng tiền đổ vào nhóm ngành chứng khoán ấy, thì được ủng hộ và có được cái sức bật mạnh mẽ hơn rất là nhiều thì ở đây là cái điểm cộng của chúng ta về mặt kỹ thuật về cái điểm trừ thì có thể đâu đó ở uh, thanh khoản thị trường giảm nó sẽ khiến cho cái đà tăng của thị trường nó hay là, hay là cái sự duy trì dưới góc độ về mặt cơ bản của các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán uh, nó không được uh, rõ ràng như là cách đây vài tháng Uh, nhưng về mặt kỹ thuật khi mà dòng tiền đổ vào những ngành chứng khoán Thì chúng ta thấy rằng là giá có được cái sự phản ứng mạnh mẽ hơn rất là nhiều So với những cổ phiếu ví dụ như là Techcombank hay như là MBB khi mà giá áp sát trở lại cái khu vực viền cổ của mô hình hai đáy, xin lỗi khu vực hai đỉnh trước đó. Thì ok, thì hy vọng là anh chị chúng ta cũng đâu đó chúng ta đã nắm một phần cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán rồi. Thì trong hôm trước chúng ta đã đề cập đến cơ hội này. Um không có không vấn đề gì thực sự là chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội nhưng có lẽ đến thời điểm hiện tại uh, thì mình cho rằng vào lúc này nhà đầu tư chúng ta nên quan sát nhiều hơn khi mà nhìn sang vn index thì mình nhìn thấy rằng giá đang áp sát trở lại vùng ma năm mươi chúng ta đang áp sát trở lại vùng nền giá cũ và đâu đó những cái sự phản ứng uh, khi mà giá vượt ra khỏi vùng cản tại đây ấy, không hẳn là tín hiệu mà mà nó chỉ là những cái dao động trong khu vực biên độ mà thôi Thế thì uh, kỳ vọng vào lúc này là gì? Có thể là khi giá sẽ quay trở lại và tạo ra khu cục nền cũ. Đây là kỳ vọng của mình. Có những uh, kịch bản khác, ví dụ như là chúng ta có sóng uh, 1 2 3 4 5, sóng sóng sóng, A, sóng hồi B, sóng sóng C quay trở lại xuống phía dưới. Uh, đập từ MA uh, 20 uh, quay trở lại MA uh, 200 tại vùng giá 1200 nhỉ hạn thì đấy là những kịch bản của bên short và và thực sự cái dòng tiền short lúc này không phải là không phải là không mạnh mẽ rồi chúng ta thấy rất là rõ ràng dòng tiền short vào lúc này với cái mức OI đấy là cái mức cái đấy là cái số lượng hợp đồng giữa qua đêm thì trong ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là cái số lượng giữa hợp đồng qua đêm là 42.000 và 42.000 đã là mức kỷ lục rất là cao rồi thế thì để nói về mức OI này một chút thứ nhất đấy là đối với các hợp đồng tương lai thì bao giờ cũng sẽ có một bên mua và bên bán Hay chúng ta thường gọi là bên long và bên short Thì cái mức OI này không phải là có 20.000 bên long hay là có 25.000 bên short Và chia nhau thành cộng thành 45.000 này đâu 45.000 này có nghĩa rằng là chúng ta có số lượng hợp đồng long là 45.162 và chúng ta có số lượng hợp đồng short là 45.162 và hiện tại đang giữ qua đêm số lượng là như vậy hai cái bằng nhau và bằng cái bốn 000 này. Thế thì như vậy chúng ta cũng không thể nào chúng ta nhận xét được rằng là không uh, không thể khẳng định được rằng là bên nào là bên đang nắm giữ số lượng hợp đồng lớn hơn, tại vì giúp cuộc số lượng hợp đồng bằng nhau và chúng ta cũng không thể khẳng định được rằng là bên nào là dòng tiền lớn, uh, bên nào là đội lái, tại vì rất khó có thể phân tích được nào. Nhưng cái điều mà chúng ta có thể uh, nhìn nhận thấy rằng là chúng ta có thể so sánh với cái mức OI trong quá khứ. Đây là ba 30 f F1M Trong đó chúng ta thấy rằng cái Mức OI 42.000 này đã Đâu đó đã bắt đầu chạm được đến cái vùng Vượt hẳn ra khỏi cái vùng Kháng cự trước đó là cái vùng 37.000 Của tháng 2, 2021 Và bắt đầu tiệm cận trở lại khu vực đỉnh của thời đại Nghĩa là vùng tháng 11 của năm ngoái Và vùng hai uh, 2021 của năm ngoái Thế thì uh, Điều này cho chúng ta thấy điều gì Thực sự là cũng rất khó để cho thấy điều gì Nhưng khi mà bên short đã sẵn sàng tham gia vào thị trường phái sinh và đẩy cho cái số lượng hợp đồng cao lên như vậy, tại vì thực chất đối với bên long thì mình cho rằng là chúng ta mua cơ sở sẽ, đâu đó sẽ sẽ đối với nhà tư cá nhân thì cái dòng tiền và cái sự mua các cổ phiếu cơ sở sẽ dễ dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải long các hợp đồng tương lai bên phía thị trường phái sinh, cho nên rốt cuộc thì cái dòng tiền mà đang đẩy cho Uh, cái mức OI này cao lên như vậy Có được cái sự chủ động Thì mình cho rằng đấy là hợp đồng short Tại sao short ạ? À? Thì short có thể là theo lý thuyết sóng Chúng ta thấy rằng là sóng hồi B Thì đâu đó sẽ có một cái sóng điều chỉnh nữa uh, AC uh, lấp ló ở đâu đó Và đối với nhà đầu tư cơ sở Thì giả sử như nhà đầu tư chúng ta không đầu cơ đi Chúng ta cũng sẽ mở ra một số lượng hợp đồng short Để có thể giảm thiểu rủi ro Trong trường hợp mà thị trường có khả năng tiếp tục điều chỉnh Ừ, nhưng khi mà chúng ta so sánh trong những lần vượt đỉnh cũ của mức OI này ấy, Thì có thể thấy rằng là không có một cái pattern nào cụ thể Ví dụ như những cái sóng uh, của tháng 5, năm 2020 chẳng hạn Thì thấy rằng là giá sau có phước bước điều chỉnh đầu tiên ấy, uh, Thì sau đấy tăng rất là mạnh Tiếp theo thì cái mức OI tăng của tháng 11 năm ngoái uh, Thì mình nhìn thấy rằng là uh, cái sóng tăng vẫn tiếp tục tiếp tục duy trì rồi đến 2021 ấy. Ờ, à, thì mình thì nhìn thấy rằng là cái mẫu OI tăng rất là cao thì sau đó thì thị trường lại tạo đỉnh thế thì tại sao thị trường lại tạo đỉnh trong khoảng thời gian đấy tại vì mình nhìn thấy rằng là cái số lượng hợp đồng lúc đó đang đẩy lên có được cái sự chủ động đấy là hợp đồng long ờ, à, vn 30 và cách mà chúng ta tại sao chúng ta có thể đoán được điều này thì đấy là cái mức spread trong đó thì cái giá Hậu đồng tương lai viêm f 1 m cao hơn rất là nhiều so với viêm 10 trong khoảng thời gian đấy nghĩa cao hơn lên đến hai mươi mấy điểm rồi nghĩa là dòng tiền lúc đó dòng tiền cực kỳ hưng phấn bên phía bên phía thị trường phái sinh và đẩy mức oi và đẩy cái mức spread lên cao và đấy là lý do tại sao mà thị trường tạo đỉnh trong khoảng thời gian đỉnh thời đại của mức oi trước đó à, đấy là lúc đó thị trường bị hưng phấn quá với cái dòng tiền đẩy lên dòng tiền long thế thì hiện tại thì không phải là dòng tiền long hiện tại thì đâu đó cái mức spread khoảng giao dịch từ từ âm 5 cho đến 5 điểm ờ, thì đấy là chỉ chỉ là những sự giao động trong biên độ thôi. Mình cho rằng là sự giao động trong biên độ Và không hẳn là bên nào quá hưng phấn. Ờ, nhưng khi mà thị trường vừa điều chỉnh xong và sau đó thì OI bật, mạnh lên vừa điều chỉnh xong và OI bật mạnh lên, vừa điều chỉnh xong và OI bật mạnh lên, vừa điều chỉnh xong và OI bật mạnh lên, vừa điều chỉnh xong và OI bật mạnh lên, thì cũng có đâu đó cũng có xác suất rằng thị trường Uh, chưa chắc có khả năng sẽ có một cái sóng điều chỉnh thêm. Đây là một cái quan điểm mà mình sẽ không uh, không đưa ra dưới góc độ khẳng định. Tại vì cái tại tại vì trong trong chúng ta xét đây chỉ là một cái sóng tăng kéo dài từ 2020 trở lại đây thôi. Uh, cho nên đây không phải là một cái ví dụ uh, có thể áp dụng được. Nhưng mà đâu đó chúng ta thấy rằng là khi cái dòng tiền short đổ vào rất là mạnh bên phía thị trường phái sinh thì có thể là phía short cũng sẽ không hưởng được cái mức lợi nhuận uh, được như ý rồi ok trở lại chúng ta nói hơi la một chút về phía phái sinh thì đối với thị trường cơ sở thì chúng ta có kịch bản abc đấy. tiếp theo là có những kịch bản ví dụ như là giá quay trở lại vùng có những chuyên gia bắt đầu đăng lên facebook bảo là giá quay trở lại vùng một ba hai mươi của vn index uh, chúng ta phải biết đây là điểm dừng chúng ta cần phải chốt lời chủ động vân vân thì cũng là một quan điểm và nó cũng sẽ khiến cho cái dòng tiền đổ ở phía phái sinh sau khi bán xong cơ sở xong Chỉ muốn quay sang mở tài khoản phái sinh để so xong đúng thì đấy cũng là một quan điểm về quan điểm cá nhân mình cho rằng đấy là chỉ số khả năng sẽ tạo một cái vùng tích lũy mới và cái việc mà các chỉ số vượt qua khỏi cái vùng hỗ trợ mình thấy rằng rất quan trọng là vùng khoảng 1.300 nó sẽ làm cho chiến lược nhà đầu tư chúng ta đơn giản hơn rất là nhiều thay vì trước đó chúng ta phải đoán chúng ta phải đoán cái cụm này nó có ý nghĩa gì hiện tại chúng ta cái cái sự chủ động đã bắt đầu nằm trở lại trong tay nhà đầu tư và sự chủ động làm cách nào chúng ta giành được cái sự chủ động đấy để chúng ta sẽ đặt ra một ngưỡng hỗ trợ à, quan điểm của mình là khoảng một ba một hai tám mươi cho đến một hai chín mươi nhà đầu tư chúng ta có thể lựa chọn một cái mức nào đấy có thể là ma đâu đó khoảng ma năm <laughs> ngày chẳng hạn à, có thể là một mức hỗ trợ nào đó à, giúp cho nhà đầu tư chúng ta từ một cái mức Định tính Chúng ta chuyển sang một cái con số cố định Và giúp cho cái việc là Trước đó chúng ta phải dự đoán Thì thay vì hiện tại nhà đầu tư chúng ta có thể đã nắm được cái sự chủ động à, Và sự chủ động đấy là khi mà giá Thủng khỏi ngưỡng hỗ trợ Thì chúng ta sẽ phải bán cơ cấu Danh mục à, Dưới góc độ bán chủ động Nghĩa là khi mà bán thì giá tăng ấy, Thì sẽ phải tùy từng cổ phiếu thôi Quan điểm mình là à, đối với nhóm ngân hàng Thì có thể chúng ta sẽ phải tránh vào lúc này Và trong trường hợp mà giá hồi phục Thì có thể nhà đầu tư chúng ta cân nhắc Chúng ta à, cắt lỗ hoặc chúng ta chốt lời hoặc chúng ta bán hòa vốn vân vân khi mà giá quay trở lại các vùng kháng cự đối với một vài nhóm ngành khác ví dụ như chứng khoán hay như như những cổ phiếu chúng ta vẫn đang trong danh mục tí nữa mình sẽ review thì nhà đầu tư chúng ta hoàn toàn có khả năng tiếp tục nắm giữ về cái việc góc độ bán chủ động bán khi mà giá tăng thì sẽ tùy từng cổ phiếu đối với góc độ giảm tỷ trọng trong danh mục chúng ta sẽ xem xét và đặt ra một cái mức hỗ trợ Uh, mình nghĩ rằng tối thiểu là phải dưới vùng 1.300 uh, đặt ra một ngưỡng hỗ trợ dưới vùng 1.300 và nếu như mà giá thủng khỏi cái khu vực đấy thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta phải giảm tỷ trọng còn đến thời điểm tại thì tới đây mình mình sẽ dự đoán giữa độ dự đoán xác suất thì mình cho rằng là ở VN, Index chúng ta sẽ tạo ra vùng dao động sắp tới để đưa ra những dữ kiện cho nhà đầu tư chúng ta giao dịch ở uh, dưới góc độ quản trị danh mục chúng ta đã giành được cái sự sự chủ động trở lại và dưới góc độ kịch bản thì mình xin phép không dự đoán. Chúng ta sẽ chờ một vài sự kiện trong vài phiên tới xem như thế nào. À, thì đó là những quan điểm mình liên quan đến các chỉ số vào lúc này. À, thế thôi trở lại với cổ phiếu VIX và không phải VIX mà là VIX. Ấy. Thì trở lại cổ phiếu VIX và cũng như là cái sự tương quan của VIX đối với cái đà tăng và cũng như đà điều chỉnh của thị trường. Uh, thì đây cũng là một chủ đề mình thấy rằng là vui vui thôi Chủ đề mà chúng ta có thể xem xét từ góc độ tham khảo Chứ không phải là một chủ đề chúng ta có thể xem xét để uh, Dựa vào đó 100% nhà đầu tư chúng ta phải phải mua bán dựa trên những diễn biến của VIX được Thì đầu tiên đối với đà tăng của VIX, Vinhomes và VRE Thì mình nhìn thấy rằng trừ đà tăng của Vinhomes ra Còn lại những cổ phiếu ví dụ như VIX, VRE Thì đại đa số nhà đầu tư chúng ta không hưởng được cái mức lợi nhuận từ đó Trừ khi là nhà đầu tư chúng ta nắm giữ từ trước 2017 còn trong những giai đoạn mà giao động từ cái vùng khoảng 99 90 cho đến uh, 120 thì đấy là những giao động mà thực sự là giết nhà đầu tư uh, khi mà những tín hiệu kỹ thuật thì thông thường uh, đều là tín hiệu giả hết nghĩa nhà đầu tư chúng ta giao dịch dựa trên kỹ thuật ấy, thì đều là bị đều là bị lừa đảo hết cứ mỗi lần break thì sau đó quay trở lại quét cái vùng biên cổ trước đó uh, sau khi mà break uh, lần thứ hai thậm chí nó thủng xuống dưới cận dưới này thủng xong tạo hai đáy ở khu vực ở đây là đường ma 200 của đồ thị tuần thì sau đấy chạm và quét rất là nhanh ở các khu vực kháng cự à, hỗ trợ sau đó thì lại kéo lên sau khi mà tạo tín hiệu giảm thì tạo hai đáy và sau đấy quay quay trở lại biên độ và tiếp theo nữa khi mà giá vượt khỏi biên độ thì uh, bắt đầu là đưa những thông tin liên quan đến IPO bên Mỹ và sau đó thì phân phối rất là mạnh thì nói chung đối với góc độ tạo lập của Vic thì mình cho rằng là cũng không cho nhà đầu tư chúng ta giao dịch và không cho nhà đầu tư chúng ta có được mức lợi nhuận tại đó và chủ yếu việc mà chúng ta xem xét Vic thì đấy là có thể đâu đó là nhà đầu tư dài hạn à, hoặc là xem xét dưới góc độ của dòng tiền tạo lập thì đối với góc độ dài hạn đầu tư dài hạn thì Vic là cổ phiếu sideways kể từ 2018 trở lại đây và những tín hiệu khi mà giá sập khỏi khu vực nền phía dưới và bứt ra khỏi nền phía trên thì đều là những tín hiệu quá mua quá bán cả thì đây là đồ thị tuần của chúng ta thấy rằng là sideways trong biên độ kéo dài tới 90 cho đến vùng 120 và cũng đồng nghĩa với với những chiến lược với những cổ phiếu kiểu như này chúng ta xem xét khi mà giá quét xuống phía dưới quét xuống cận dưới và sau đó thì vẫn giữ được khu vực này thì đấy là cái tín hiệu chúng ta có thể uh, giải ngân trong trường hợp mà nhà tư chúng ta thực sự uh, là tự tin dưới góc độ cơ bản của VIX hoặc là chúng ta có thông tin thì những cái điểm để gọi giải ngân thăm dò thì đấy chính là em anh tuần đâu đó vùng khoảng 103 trở xuống thì đấy là cái điểm giải ngân thăm dò đối với VIX còn vào lúc này khi mà giá bắt đầu tiêm cận trở lại khu vực cận trên thậm chí có thể là bước lên trên cận trên thì cũng không phải là cái chiến lược giao dịch về mặt kỹ thuật đối với VIX đâu tiếp theo chúng ta sẽ xem xét giữa Vix và VNX trong quá khứ chúng ta có những cái dao động như thế nào thì đây là một điểm khá hay đối với phiên ngày hôm nay ý nghĩa nó là gì thì chúng ta phải biết rằng, rằng phiên hôm nay là gì chúng ta phải biết rằng là trong quá khứ có những thời điểm như thế nào nó giống như ngày hôm nay đúng không ạ? Thì đối với Vix ngày hôm nay có thể coi như là khi mà giá quét xuống phía dưới MA200 và sau đấy hồi phục lên phía trên MA200 thì đâu đó chúng ta cũng có những cái thời điểm trong quá khứ kể kể từ 2019 trở lại đây. Thì đầu tiên mình nhìn thấy rằng là trong đầu 2019 thì giá sau khi mà kéo vick thì cũng quay trở lại tạo thành khu vực nền mới và tương tự như vậy là vick cũng tạo thành một nền mới tiếp theo là khoảng tháng 6 2020 thì thậm chí là còn khởi đầu một sóng mới rồi là khoảng đầu 2021 chúng ta cũng thấy rằng là khởi đầu một sóng mới và cuối cùng là cái kéo sóng của đầu tháng tư thì mình thấy rằng là bắt đầu một cái pha Uh, cũng có thể gọi là pha phân phối đối với những ngân hàng như vậy là với một cái ví dụ khoảng 4 lần kể từ 2019 trở lại đây chúng ta rất khó để dự báo được rằng là Vick kéo thì phải là phân phối hay Vick kéo thì có thể là sóng mới. Uh, tiếp theo nữa thì có thể là nó không quá rõ ràng chúng ta sẽ xem xét một cái spread nghĩa là cái sự chênh lệch về mặt phần trăm giữa VN-Index và Vick Thì nếu như cái góc nhìn là gọi là dưới MA 200 và sau đấy hồi phục nó không có rõ ràng thì chúng ta có thể xem xét dưới góc độ là uh, đầu tiên là VIX bất ra và mạnh mẽ hơn chỉ số VNX trong quá khứ kể từ 2019 chúng ta cũng có những cái sóng kiểu như vậy đúng không uh, đầu tiên đấy là khu vực khoảng uh, đâu đó là khoảng uh, đầu hay không đây là khoảng đầu 2018 không có ngày ở đây nhưng chúng ta đây là đầu 2018 của VNX uh, và cũng có một cái pha uh, kéo và trong khi thị trường thì điều chỉnh đây là 2018 tiếp theo nữa chúng ta có pha bứt phá mạnh mẽ hơn so với thị trường của Vích vào đầu không 20... và tháng 4 cái thời điểm đỉnh điểm của dịch bệnh tiếp theo nữa chúng ta cũng có một cái pha bứt phá mạnh mẽ nữa vào đầu 2021 và khởi đầu sóng tăng đây cũng là khởi đầu sóng tăng 24 20 tháng tư 20... 2019 Ờ, như vậy chúng ta cũng đâu đó mình khó có thể dự báo thực sự rằng giữa Vích với cả VN index chúng ta có được sự tương quan nào giữa góc độ là kéo VIX thì có khả năng là phân phối à, Và cuối cùng Đây là beta giữa VIX và VN index thì chúng ta có thể Đối với nhau tư chúng ta có thể uh, Tính cái beta này trên trang web uh, Financial vn Đây là sự tương quan giữa biến động của VIX và VN index vào lúc này thì Nó chính xác là bằng một luôn Có nghĩa là VIX mà tăng thì thị trường tăng, VIX mà giảm thì thị trường giảm à, Cũng có nghĩa rằng thực sự không phải là Cũng không hẳn là Uh, đâu đó chúng ta có thể khẳng định là rằng là kéo VIX thì không phân phối nhưng uh, cái sự biến động của VIX và VN Index nó tương đối là trùng khớp với nhau uh, như vậy khi mà chúng ta xem xét vui vui một chút thì thấy rằng đối với những cái ví dụ với một cái số lượng nó tương đối là nhỏ khoảng từ 4 đến 5 ví dụ trong quá khứ thì mình thấy rằng là cũng rất khó uh, để mà khẳng định rằng chúng ta kéo VIX thì uh, VN Index là tiêu cực cả Thế thì chúng ta xem xét tiếp là đối với dòng tiền của các nhà đầu tư, đối với khối ngoại Uh, thì uh, trong ngày hôm nay mình nhìn thấy rằng là khối ngoại mua dòng cũng không phải là khối ngoại uh, không phải là vick kéo thì khối ngoại xả hay như dòng tiền tự doanh trong ngày hôm nay thì mình chưa có dữ liệu thì uh, có thể là các s sẽ cập nhật trong các phiên tới uh, và tự chung tại đây thì, thì thực sự mình thì nhìn thấy rằng là chúng ta không nên khi với, với những cái, những cái diễn biến uh, mà mình nhìn thấy rằng là chúng ta rất khó để khẳng định hoặc là có một xác suất đâu đó chỉ khoảng 50 mươi mươi thì nhà đầu tư chúng ta nên loại ra khỏi cái hệ thống giao dịch của mình hy vọng là chúng ta cũng đã có hệ thống rồi và nếu như có hệ thống đấy chúng ta nên loại bỏ cái yếu tố cổ phiếu vích hay là kéo vích ra khỏi cái hệ thống giao dịch của mình và chúng ta không nên quá lo lắng uh, thay vì vậy thì như mình nói đến đấy là chúng ta chuyển từ góc độ về mặt định tính chúng ta chuyển sang chuyển sang con số chúng ta chuyển sang uh, dưới góc độ chiến lược và đặt cho mình một cái ngưỡng so loss nào đấy của chỉ số chúng ta đặt cho mình một ngữ so loss nào đấy của cổ phiếu và tìm cách để giành được cái sự chủ động và không phải không không đoán quá là nhiều chúng ta nếu chúng ta đoán quá nhiều chúng ta nên giảm cái tỷ lệ đoán đi thay vậy thì nhà đầu tư chúng ta nên phản ứng dựa trên thị trường nhiều hơn. À, thế thì trở lại với các cổ phiếu nói thị trường chung vậy là đủ rồi. À, theo quan điểm của mình thì chúng ta không không nên đoán nhiều trong giai đoạn mà khi mà các chỉ số hiện tại đang dao động trong khu vực biến độ ấy, thì chúng ta đoán càng nhiều thì càng sai à, thay vì vậy chúng ta sẽ tập trung nhiều cổ phiếu hơn và thị trường sắp tới nếu như có kéo mạnh nữa thì chắc chắn 100% sẽ là cực kỳ phân hóa tại vì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng rằng khi dòng tiền đổ vào các cổ phiếu yếu vào lúc này thì không đẩy giá lên và nếu như chỉ số muốn tăng nữa thì rõ ràng sẽ không không thể nào mà cố tình mà đâm đầu tiếp vào những cổ phiếu kiểu như vậy được thay vì vậy thì chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ phải đâm đầu vào những cổ phiếu thực sự khỏe vào lúc này Uh, thì trong những buổi trước chúng ta đã nhìn tới những cổ phiếu thực sự khỏe là gì rồi Chúng ta hy vọng là nhà tư chúng ta cũng nắm được trong những cổ phiếu này rồi uh, Và khoảng thời gian tới mình cũng kỳ vọng rằng thị trường cũng sẽ cực kỳ phân hóa Và phân hóa cũng đồng nghĩa việc là chiến lược thì sẽ tập trung nhiều hơn Và cổ phiếu thay vì là chỉ số Thì đối với nhóm bất động sản Midcap Các cổ phiếu này đều đang trong một xu hướng tăng Đều đang trong một xu hướng ít nhất là giữ ở nền giá Và trong một xu hướng tăng dài hạn và vì vậy khi mà dòng tiền đổ vào thì chắc chắn sẽ có sự phản ứng và đây là một cái điểm mà mình quan sát được thôi mình nhìn thấy rằng là các cổ phiếu động sản mica vào lúc này đều đang trong không phải đều đang trong mà có một lượng một cái xác suất đâu đó một cổ phiếu lượng cổ phiếu động sản mica vào lúc này uh, có được một cái nền giá mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với các cổ phiếu thuộc nhóm ngành khác thì uh, chúng ta thấy rằng là hdc HDG, AGG, Nam Long, chúng ta có Khang Điền, à, chúng ta có Phát Đạt, tất cả những cổ phiếu này đều đang nằm phía trên ma 50 và có tiếp tục là nếu như là từ chúng ta đang nắm giữ thì sẽ tiếp tục nắm giữ được. Và bộ ba này thì chắc chắn là nắm giữ rồi nhé. FPT, Masan và Jomtien thì đây là những cổ phiếu blue chip thuộc ngành phòng thủ. Đối với Masan thì quá khỏe rồi, chúng ta được hưởng lợi. Uh, về thông tin vài ngày gần đây thì có liên quan đến các dịch bệnh có ảnh hưởng đến một vài cửa hàng của Vinmart thì chúng ta cũng uh, chấp nhận thôi nhưng với Masan vào lúc này thì mẫu hình là gì ạ đấy là mẫu hình khi mà giá break lên trên cận trên của Rising wedge uh, đây là mẫu hình cái nêm thu hẹp lại thì thông thường trong trong phân tích kỹ thuật trong sách vở thì khi mà giá uh, tạo thành cái mẫu nêm này cho thấy cái động lượng giảm dần nhưng mà đối với thị trường việt nam thì đây theo kinh nghiệm mình thôi mình nhìn thấy rằng là khi mà giá tạo thành cái nêm này thì thông thường là khi mà break lên trên cận trên thì sẽ tạo thành một cái pha gọi là pha tăng hưng phấn bởi vì bản thân trong một cái nêm thì đấy là cái trạng thái tăng trong nghi ngờ khi mà giá vượt ra khỏi nêm thì thì mất cái dòng tiền nghi ngờ này và dòng tiền chờ đợi phải mua cái thuật bắt buộc phải mua đuổi theo và đẩy cho giá tăng lên rất là nhanh thì đối với massan mình cho rằng là nếu như nhà tư chúng ta bán ra vào lúc này sẽ không có điểm mua lại thay vậy thì nhà đầu tư nên chờ đợi bán ở khu vực sườn phải hiện tại thì với Masan động lượng cũng không phải là quá nóng với ADX mới chỉ khoảng 23 điểm với RSI là khoảng 74 điểm thì vẫn còn tiếp tục nắm giữ được thanh khoản và mẫu hình giá chưa cho trạng thái phân hóa chưa cho trạng thái là trạng thái phân phối đối với FPT tương tự như vậy giá trong ngày hôm nay vẫn tiếp cận vùng đỉnh của thời đại volume khoảng thời gian gần đây thì tăng rất là nhanh nhưng điểm cộng đấy là giá vượt được đỉnh Trong trường hợp mà giá không vượt được đỉnh thì đây là volume uh, yếu Còn trong trường hợp vượt được đỉnh thì dòng tiền đấy là volume khỏe <laughs> Thì nói chung nó phụ thuộc rất nhiều vào giá Và lúc này thì IPT vẫn đang nằm trong một kênh tăng sideways up uh, Cho nên kỳ vọng rằng sẽ có những cái sự rung động, rung động Có thể có những pha điều chỉnh quay trở lại cái vùng uh, đỉnh cũ Vùng 90 là chuyện hoàn toàn rất là bình thường uh, Nhưng sau loss lúc này đấy là đường MA 50 nếu như giá chưa thủng hẳn thủng hẳn khỏi năm 50 chưa thủng hẳn khỏi cận dưới của FPT thì chúng ta tiếp tục nắm giữ đối với Romanet tương tự như vậy giá cũng bắt đầu tương tự F không không phải tương tự FPT mà thậm chí là tương tự Masan nghĩa là giá nằm trong mô hình giá vượt đỉnh thế đại trong một cái kênh rising wedge vượt ra khỏi khu vực cận trên về cái kháng cự tiếp theo thì cũng khó nói với kháng cự tiếp theo của Romanet về mặt dài hạn thậm chí có thể lên đến khoảng 60 mươi uh, với Fibo mở rộng khoảng 55 56 và mẫu hình giá vào lúc này thì chưa thấy trạng thái phân phối trong ngày hôm nay có một cây uh, Doji cho nên có thể có những rung lắc quay trở lại vùng 45 nhưng tựu chung tại đây đây là nhà tư chúng ta tiếp sẽ tiếp tục nắm giữ đối với German test đây là ba cổ phiếu chúng ta uh, đã review cách đây khoảng 2 tuần kể khi mà thị trường điều chỉnh rồi mình không nhớ rõ là hai tuần hay là một tuần ờ, nhưng đây là những cổ phiếu chúng ta có thể nắm giữ được khi mà thị trường khó khăn được hưởng lợi trong cũng không à, không hẳn được hưởng lợi tùy những cổ phiếu ví dụ như là Jomadet có thể không bị ảnh hưởng đối với FPT không bị ảnh hưởng đối với Masan được hưởng lợi trong giai đoạn thị trường dịch bệnh ờ, và có được yếu tố về mặt kỹ thuật tích cực tiếp theo nữa là những cổ phiếu thuộc nhóm ngành phân đạm thì cái yếu tố gọi là catalyst yếu tố chất xúc tác và lúc này đấy là giá phân đạm tăng chúng ta có được cái quả kinh doanh của kỳ 2 rất là tích cực chúng ta có yếu tố kỹ thuật rất là tốt nhưng hiện tại không có điểm mua thực sự nó là như vậy chúng ta thừa nhận với nhau à, nó quá nóng trong phiên trước thì phiên thứ năm tuần trước thì như là cây này thì, phải, à, thì tạm thời vẫn còn mua được nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta không còn điểm mua rồi thực sự là không còn điểm mua à, khi mà mình điểm qua những cổ phiếu những cơ hội đầu tư kiểu này mình thấy rằng là cũng thực sự là cũng không còn điểm mua nữa khó thì chúng ta tìm ở những điểm mua à, đối với danh mục chúng ta theo dõi kể từ tuần trước trở lại đây đều tăng cả rồi và tăng cũng rất là mạnh à, chúng ta có đạm phú mỹ chúng ta có uh, BFC chúng ta có bình điền đều đang trong một cái trạng thái kỹ thuật à, với đại đa số ví dụ như là đạm phú mỹ với đạm cà mau thậm chí là đang trong một đà tăng rất là nóng đối với đạm cà mau và bình điền chúng ta giá đang áp sát trở lại ở vùng cận trên cho nên cũng rất khó tạo thành một cái điểm mua vào lúc này có lẽ nếu nhà tư chúng ta đã mua rồi thì nên nắm giữ mà thôi rồi còn chứng khoán chứng khoán tương tự như vậy chúng ta thấy ssi trong phía trước chúng ta đã bình luận rằng là giá cổ phiếu giữ được nền và bắt đầu chớm vượt qua xu hướng là mạnh mẽ hơn so với nhóm ngân hàng cho nên dòng tiền đổ vào đây sẽ có được kết quả tốt hơn tương tự như vậy chúng ta có hcm chúng ta có vnd với cái lợi thế của nhóm cổ phiếu này à, chúng ta đã nhắc lại đấy là lợi thế về sóng lợi thế về xu hướng lợi thế về nền giá và có một điểm nữa là những cổ phiếu này rất là dễ mua dễ bán nhà đầu tư chúng ta đã đầu tư chứng khoán chúng ta sẽ biết đến những cổ phiếu này à, và đã biết đến đầu tư pr lại dễ kéo dễ thu hút tiền dễ mà lại ít vấp phải cái dòng tiền cắt lỗ và đâu đó vẫn còn được cái sự kỳ vọng có thể là không không rõ ràng Uh, nhưng mà vẫn có được cái sự kỳ vọng về kế hoạch tăng vốn về nâng margin về những câu chuyện có thể sao nấu được tiếp để có thể đẩy cổ phiếu giá cổ phiếu lên uh, thì đấy là đối với nhóm ngành ngân hàng vào lúc này mình cho rằng chúng ta tiếp tục nắm giữ được còn điểm mua thì có lẽ đến tuần này chúng ta đã cạn kiệt điểm mua rồi cho nên uh, đối với chiến Được chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ đối với phái sinh thì hiện tại room mình đang nắm một cái lệnh long ở vùng một bốn ba lăm ba năm bốn ba cái pha này thì uh, fail hai đáy nhưng mà hóa ra thì hồi phục rất là nhanh và break qua viền cổ Nhưng không hẳn là hai đáy nữa uh, nhưng chúng ta vẫn vượt qua cản vẫn có tín hiệu uh, và cứ cho đây là một cú lừa đi anh chị uh, chúng ta sẽ định phái sinh với mình trong room phái sinh của mình trong IC thì cũng có những setup kiểu như này uh, và đặc biệt khi mà chúng ta thấy rằng là giá áp sát trở lại vùng cản thì cái mức spread cái chênh lệch giữa vn 30 m1m và vn 30 index chuyển sang âm rất là sâu thì đấy là một cái setup gọi là setup cũng cũng làm setup rất quen thuộc và vì vậy cho nên chúng ta đang có một cái lệnh long vùng 1375 đối với các lệnh long mới ấy, thì tương tự như với phía cơ sở chúng ta hết điểm mua rồi thay vì viện thay vì vậy thì chúng ta sẽ uh, cân nhắc là chúng ta quản trị rủi ro và quản trị những vị thế hiện tại đang nắm giữ mà thôi còn uh, mua mới có lẽ lúc này nên hạn chế Ok, như vậy là những Đấy là những cái điều mình muốn Đề cập đến trong buổi review của ngày hôm nay uh, Hy vọng anh chị chúng ta Đâu đó với những chiến lược rất rõ ràng Và với những cổ phiếu rõ ràng Thì hiện tại nhà đầu tư chúng ta đang uh, Có thể là không hồi phục được Như cuộc đỉnh nhưng cũng đã Không bị bán đáy và cũng đã Nắm giữ và đang nắm giữ những cổ phiếu tích cực Ok, xin chào và hẹn gặp lại